bánh mì nào ngon. Một người ăn mày lang thang đã hơn ngày mà chưa kiếm được miếng ăn. Đến một đầu phố nọ, ông ta ngửi thấy mùi bánh mì thơm bốc ra từ một ngôi nhà. Người ăn mày gặp may, đây chính là lò bánh mì. Ngài làm ơn cho kẻ bất hạnh này, xin một miếng bánh ăn cho đỡ đói lòng. Người ăn mày năn nỉ ông chủ lò bánh mì. Ồ, ngươi là kẻ khôn ngoan, ngươi đến đúng chỗ rồi đó. Chủ lò bánh mì thao thao nói, làm sao ngươi biết lò bánh của ta mà tới? Ai chỉ cho ngươi? Chắc chắn là bánh của ta rất ngon nên ai ai cũng biết. Ta tiết lộ cho ngươi một bí mật, bánh của ta làm theo công thức gia truyền từ cụ tổ bảy đời kia đấy. Nó được ghi chép trong cuốn sách bìa da màu đỏ nằm trên kệ kia kìa. Ngươi thấy không? Người ăn mày cố gượng cười, chả thấy. Nhưng thưa ngài, con đói lắm. Hơn ngày nay con chưa có tí gì trong bụng, con xin ngài làm phước. Con chỉ xin một mẩu bánh mì thôi ạ. Không chú ý tới nét mặt nhăn nhó của người ăn mày, ông chủ tiếp tục rao giảng về bí quyết nhào bột. Ông ta kéo người ăn mày vào sát lò nướng. Từng mẻ bánh nóng giòn bốc mùi thơm phức. Ngươi thấy chưa? Bánh mới đẹp, mới thơm làm sao? Nướng bánh là một nghệ thuật. Để có bánh ngon, bánh đẹp cần phải có lòng yêu nghề. Nhưng thưa ông, con đói. Con xin ông người ăn mày lắp bắp. Ngươi phải hiểu con người cần rất nhiều thứ, nhưng bánh mì là cái cốt yếu nhất. Không ai có thể sống được nếu thiếu bánh mì. Chính thế con mới phải gõ cửa ông người ăn mày rụt rè nói chen. Khoan, nghe ta nói cái đã. Nhưng không phải ai cũng có đạo đức như ta. Ra đây. Ông chủ lò bánh mì kéo người ăn mày ra cửa rồi nói tiếp. Ngươi thấy không, cả dãy phố này, nhà nào cũng có lò nướng bánh mì. Nhưng chớ tin họ. Nhà thì pha thêm bột xấu, nhà thì cho nhiều muối quá, kẻ thì nướng quá lửa. Thế mà chúng nó dám bảo cái chúng làm ra là bánh mì. Thưa ngài, con chỉ xin một miếng bánh để ăn thôi ạ. Người ăn mày mệt mỏi nhắc lại. Nhưng điều ta sắp kể với ngươi mới là quan trọng nhất. Ông chủ lò bánh vung tay nói tiếp. Bất chợt, người ăn mày quay lưng lầm lũi bỏ đi. Này, ngươi không thích ăn bánh mì của ta sao? Bánh mì ngon nhất xứ này được làm theo công thức gia truyền từ 7 đời. Ông chủ lò bánh mì nói với theo. Không, thưa ngài, bánh mì ở chỗ khác có lẽ mặn hơn, làm bằng thứ bột xấu hơn, bị cháy xém, nhưng nó làm tôi no bụng. Ở chỗ ngài, chỉ mỗi tay tôi no thôi. Câu chuyện trên cho chúng ta nhận ra một điều rằng, đôi khi kết quả không tốt đẹp như mong đợi không phải vì thiếu khả năng mà bởi vì chúng ta chọn sai cách thực hiện. Bạn thường giao tiếp với người xung quanh ra sao? Với vai trò là người chủ hoặc quản lý, bạn đã biết cách lắng nghe nhân viên và hỗ trợ họ không? Hay chỉ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình? Trong từng tình huống cụ thể, mọi người luôn có những nhu cầu và cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng một khi đã cùng làm việc, hãy dành thời gian lắng nghe người đối diện để chia sẻ đúng cách.